La Vuông cao nguyên xanh vẫy gọi. Hệ thống nhà hàng Thuận Phát Adam Lê San Hô Đỏ rất vinh dự đồng hành ngày hội du lịch thị xã Hoài Nhơn, La Vuông cao nguyên xanh vẫy gọi. Là chương trình du lịch trọng tâm, nổi bật của thị xã Hoài Nhơn chào mừng 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9 nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, con người thị xã Hoài Nhơn nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung. Tại đây, chúng tôi mang đến cho bạn một hành trình ẩm thực đậm đà với những món ăn đặc sản nổi tiếng của Hoài Nhơn. Mỗi món ăn đều là một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của những đầu bếp chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm dày dặn và niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực, chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân viên tận tâm, sẵn sàng phục vụ bạn với sự chu đáo và chuyên nghiệp. Tại nhà hàng Adam Lê, sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Liên hệ đặt tiệc 0962 849 649. We'll be right back.